Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin Hải Phòng kết nối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng, phát sóng lúc 18h45 hàng ngày trên kênh THP+. Ngay bây giờ, chúng ta cùng lướt trên xa lộ tin tức để cập nhật thông tin nổi bật từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thưa quý vị, gần 65.000 tỷ đồng là tổng nguồn vốn để Bắc Giang thực hiện các dự án công trình phát triển đô thị từ nay đến năm 2030. Nguồn vốn dự kiến này bao gồm hơn 42.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương, gần 22.000 tỷ đồng là các nguồn vốn khác. Nguồn vốn sẽ được ưu tiên đầu tư các dự án phát triển hệ thống hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật kết nối với các đô thị, có khả năng khắc phục các tiêu chuẩn còn yếu, còn thiếu của các đô thị, theo chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 vừa được phê duyệt điều chỉnh. Đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang sẽ có 16 đô thị và một khu vực đạt tiêu chí đô thị, trong đó có 1 đô thị loại 2, 5 đô thị loại 4. Đến năm 2030 có 21 đô thị. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Tại thời điểm kiểm tra khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2, phát hiện những tồn tại như chưa thi công hệ thống báo cháy, không trang bị bình chữa cháy tại các tòa nhà, chưa thi công hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống hút khói buồng thang, hành lang và tăng áp buồng thang. Tuy nhiên, cơ sở không có chủ đầu tư, người đại diện theo pháp luật để làm việc, nên việc khắc phục những tồn tại, vi phạm thuộc phòng cháy chữa cháy không giải quyết được. Trong khi đó, 330 căn hộ đều đã có cư dân về ở. Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu Công an thị xã Mỹ Hào thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở cư dân trong khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2, phố nối chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quản lý chặt chẽ các chất cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện theo đúng quy định. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác tổng hợp báo cáo và đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh về phương án xử lý đối với các tồn tại của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội này. Không chỉ người chăn nuôi phấn khởi mà các đại lý phân phối hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi cũng vui hơn khi giá thức ăn đang giảm. Đây là một trong những lý do để người nuôi cân nhắc tái đàn, đảm bảo phục vụ nhu cầu tăng cao của thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Từ đầu tháng 5 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã có 5 lần giảm, giúp mặt hàng này hạ nhiệt sau chuỗi thời gian dài tăng giá. So với tháng trước, giá đã giảm trung bình từ 15 đến 20.000 đồng trên bao, loại hỗn hợp dao động từ 350 đến 360.000 đồng một bao loại 25 kg. Theo một số chủ cửa hàng kinh doanh, giá nguyên liệu trên thế giới giảm kéo theo giá thức ăn chăn nuôi trong nước giảm tương ứng. Dự báo, giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm tiếp tục xu hướng giảm trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Đây là tín hiệu tích cực để hộ chăn nuôi tái đàn, đảm bảo nguồn cung cho những tháng cuối năm. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi cũng nên cân nhắc kỹ kế hoạch tái đàn, tránh dư thừa nguồn cung. Quảng Ninh đến thời điểm hiện nay, việc chuyển đổi vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương là chỉ đạo đúng đắn của tỉnh và đã xóa bỏ hơn 6 triệu quả phao xốp gây ô nhiễm môi trường trên biển, thực hiện chuyển đổi được hơn 2 triệu quả phao theo quy chuẩn. Theo hệ thống của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh có trên 6.850.000 quả phao xốp được các hộ nuôi thủy sản sử dụng nuôi trồng thủy sản. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản theo quy chuẩn địa phương, đến nay, về cơ bản các địa phương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chuyển đổi với tỷ lệ đạt 99,3%. Mới đây, Bệnh viện trẻ em Hải Phòng tiếp tục thực hiện thành công 2 ca can thiệp tim mạch cho bệnh nhân nhi mắc tim bẩm sinh. Đây là đợt làm can thiệp thứ 2 tính từ sau khi bệnh viện tái khởi động lại chương trình can thiệp tim mạch sau đại dịch COVID-19. Can thiệp tim mạch được Bệnh viện trẻ em Hải Phòng triển khai từ năm 2015. Tính đến tháng 7 năm 2020, bệnh viện đã thực hiện can thiệp tim mạch thành công cho 30 bệnh nhân nhi mắc tim bẩm sinh. Tuy nhiên, kỹ thuật này đã bị gián đoạn trong gần 3 năm do dịch COVID-19. Đến tháng 8 năm 2023, Bệnh viện trẻ em Hải Phòng tái khởi động hoạt động can thiệp tim mạch và triển khai kỹ thuật này thành thường quy, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân thành phố và các tỉnh lân cận. Hiện nay, mỗi năm Bệnh viện trẻ em Hải Phòng đón hàng trăm trường hợp khám bệnh ngoại trú liên quan đến tim mạch. Năm 2021 có 296 trường hợp, năm 2022 có 326 trường hợp, 6 tháng đầu năm nay có 145 trường hợp. Như vậy, nhu cầu khám và điều trị can thiệp tim mạch cho trẻ mắc ca bệnh tim mạch bẩm sinh khá lớn. Vì thế, việc đưa kỹ thuật chuyên sâu can thiệp tim mạch vào sử dụng thường quy tại bệnh viện giúp trẻ em mắc bệnh tim mạch được điều trị sớm mà không lên tuyến trên. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định nề nếp, một trong những vấn đề được các trường mầm non tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm là thực hiện tốt công tác bán trú, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn cho trẻ. Để phục vụ cho 215 suất ăn mỗi ngày, trường mầm non xã Đa Lộc, tỉnh Hưng Yên đã ký hợp đồng với Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi Sơn Thủy tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đảm bảo cung cấp nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, tươi sạch, nguồn nước sạch, đạt tiêu chuẩn. Thực đơn được thay đổi hàng ngày để bảo đảm sự phong phú và đủ chất dinh dưỡng theo yêu cầu. Khu bếp của nhà trường được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều. Các đồ dùng được sắp xếp gọn gàng, thuận tiện. Các nhân viên phục vụ nhà bếp cũng thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước và sau khi sơ chế, chế biến thực phẩm. Trường mầm non Đa Lộc xây dựng bếp ăn một chiều, chúng tôi là thực hiện là bếp năm tốt. Khi trẻ được đến lớp là các cháu được chăm sóc ngủ đúng giờ và được ăn đủ các tiêu chuẩn chế độ theo thực đơn và theo cái chế độ dinh dưỡng của bộ quy định. Tỷ lệ suy dinh dưỡng là giảm và phụ huynh là có phản hồi là rất tin tưởng. Còn đối với trường tiểu học Trần Quốc Toàn, thành phố Hải Phòng, toàn trường có khoảng trên 700 học sinh thì chỉ có khoảng hơn 200 học sinh ăn bán trú. Để thực hiện bếp ăn học đường này, ban giám hiệu thường xuyên trực tiếp xuống bếp kiểm tra toàn bộ khâu bếp ăn, từ kiểm tra chất lượng thực phẩm cho tới giám sát quy trình chế biến, tăng cường nhắc nhở nhân viên cấp dưỡng tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn cho trẻ, nhà trường rất cẩn trọng khi lựa chọn đơn vị cung cấp nguyên liệu, phụ gia, yêu cầu đơn vị cung ứng sản phẩm cam kết chất lượng, xuất trình đầy đủ giấy tờ truy xuất nguồn gốc để các cơ quan chuyên môn kiểm tra khi cần thiết. Với cách làm này, ban giám hiệu nhà trường sẽ chịu mọi trách nhiệm về chất lượng an toàn bữa ăn cho học sinh của mình. Công tác bán trú thì nó liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe của học sinh. Thế chính vì vậy mà ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch quản lý công tác bán trú, thành lập ban quản lý bán trú để giám sát tất cả các khâu của việc tổ chức ăn bán trú trong nhà trường. Ngay từ khâu giao nhận thực phẩm thì thường xuyên có sự giám sát của ban giám hiệu, của giáo viên, nhân viên phụ trách công tác bán trú và đột xuất có cả sự giám sát của cha mẹ học sinh. Cùng với việc tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, các trường mầm non, tiểu học tại tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác ăn bán trú để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và duy trì chất lượng bữa ăn bán trú cho các học sinh. Dù đã sang thu, nhưng giữa triền ruộng bậc thang xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, sen trắng, sen hồng vẫn đang bung nở. Mô hình khởi nghiệp của Lùng Đức Hiểu, chàng trai thế hệ 9X người Nùng, đang là điểm nhấn trong phát triển kinh tế của địa phương. Sen đang vào cuối vụ, vừa tận thu những bông hoa còn lại để bán ra thị trường. Anh Lùng Đức Hiểu cũng tranh thủ cải tạo chăm sóc các đầm sen, trừ sâu bệnh chuẩn bị cho vụ đón khách năm sau. Tại vì thời tiết ở trên mình nó lạnh hơn ấy, thì em cũng có lấy về một ít trồng thử nghiệm trước. Kiến thức thì tìm hiểu trên các cái trang mạng xã hội, trên điện thoại, trên mạng internet thế thôi. Với lại đi tham quan các cái mô hình của người ta làm trước. Mong muốn khởi nghiệp ngay trên đồng đất quê hương, đầu năm 2022, anh Hiểu đầu tư trên 100 triệu đồng, thuê máy xúc san gạt, cải tạo những mảnh ruộng bậc thang trồng lúa kém hiệu quả thành đầm trồng sen. Trên diện tích gần 1 hectare, anh lựa chọn được hai giống phù hợp nhất là sen Gubawa hồng và sen Quan Âm trắng để trồng. Cây nhanh chóng bén rễ, phát triển tốt giữa những thửa ruộng lưng chừng núi, khiến chính chủ nhân của mô hình cũng ngỡ ngàng. Từ thành công bước đầu, anh Hiểu dự định sẽ đầu tư thêm các trò nghỉ, dịch vụ ăn uống, đón khách trải nghiệm vào vụ sen năm sau. Thì mô hình cũng đã có những cái hiệu ứng tốt, thu hút được các cái khách ở trên địa bàn xuống để tham quan. Đây cũng là một cái bước đi mới trong cái phát triển du lịch ở tại địa phương, và trong những năm tới thì chúng tôi cũng mong muốn các cái cá nhân, tập thể cũng như là các cái doanh nghiệp sẽ có những cái hướng đầu tư cho phát triển du lịch ở tại xã Nấm Lư theo cái hướng là có những cái đột phá mới với những cái mô hình mới như mô hình trồng sen. Mặc dù mới chỉ ở bước thử nghiệm, nhưng tinh thần dám nghĩ, dám làm của chàng trai dân tộc Nùng, Lùng Đức Hiểu đã thể hiện rõ quyết tâm khởi nghiệp, tạo động lực cho các bạn trẻ vùng dân tộc thiểu số ở vùng cao Mường Khương tự tin vươn lên làm giàu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Hải Phòng kết nối trong 10 phút vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào ngày mai với nhiều thông tin hấp dẫn về các tỉnh, thành phố trên cả nước.